Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Ngũ Hành Tôi Thiếu Em của tác giả Tây Tử Tự. Chương 99: Con đường khúc chiết. Người trẻ tuổi một khi bắt đầu khám phá, đôi khi cảm thấy mình không thể kiểm soát được những gì đang xảy ra. Chu Gia Ngư đã làm việc trong ngành xử nam suốt hơn 20 năm và việc mối quan hệ với người mình yêu thích lại phát triển một cách bất ngờ, khiến anh rơi vào tình trạng mơ mộng hoàn toàn mới nơi mà anh không thể kiểm soát được cảm xúc và suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy bất an và bắt đầu tự hỏi phải làm gì trong lần gặp gỡ thứ hai này. Tuy nhiên, anh không thể tìm ra câu trả lời, và Lâm Trục Thủy đã đưa ra một đề nghị thẳng thừng. Người có muốn tiếp tục ở lại với ta không? Chu Gia Ngư, người vốn đang co quắp trên ghế, lập tức ngẩng đầu lên và tỏ ra quan tâm. Có thể sao? Tại sao không? Lâm Trục Thủy trả lời bình tĩnh, "Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ lãng mạn, đúng không?" "Thật vậy, từ khi anh nhận ra tình cảm của mình dành cho Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy luôn tỏ ra rất thẳng thắn và không ngần ngại trong cách thể hiện tình cảm của mình." Chu Gia Ngư cũng không ngần ngại chấp nhận lời mời của Lâm Trục Thủy. Trong phòng, mọi người đều im lặng. Mặc dù họ đang cùng nhau nhưng chỉ có chu gia ngư và lâm trục thủy mới tạo ra không gian riêng cho họ thẩm nhất cùng ở bên cạnh bắt đầu nhai móng tay một cách lo lắng chu gia ngư nhìn thẳng vào thẩm nhất cùng và nói thẩm nhất cùng khiến tôi ngừng lại đấy thẩm nhất cùng trả lời rằng cũng sẽ giúp chu gia ngư giữ gìn vệ sinh cá nhân chu gia ngư nói điều đó không phải là lý do để làm sạch cơ thể hắn thẩm nhất cùng nói khi tất cả mọi người rời đi, chỉ có tôi mới là người giúp hắn tắm. Cảm thấy bất mãn, Thẩm Nhất cùng ôm Tiểu Chỉ và giả vờ khóc, nói rằng Tiểu Chỉ thật đáng thương vì không có ai chăm sóc nó nữa. Tiểu Chỉ nhìn vào Thẩm Nhất, cùng với ánh mắt mơ hồ và sờ móng tay của mình. Lâm Trục Thủy bất ngờ mở lời, "Thẩm Nhất cùng, sao cũng lại ở lại ở đây với chúng tôi không?" Thẩm Nhất cùng kinh sợ, nhưng không thể nói gì và anh thường xuyên tham gia vào cuộc sống của các sư huynh và với sự phê duyệt của lâm trục thủy cuộc sống của chu gia ngư bắt đầu một lần nữa bắt đầu một tình yêu mới với một người mới nhưng dù trẻ tuổi họ cũng không thể tránh khỏi những trở ngại và thách thức của tình yêu vậy là tình hình tiếp tục diễn ra như vậy chu gia ngư lựa chọn rời khỏi khu nhà nghỉ độc thân bắt đầu sinh hoạt cùng lâm trục thủy nhưng sau khi trải qua một số tình huống khó khăn vào ngày thứ hai của cuộc sống mới này chu gia ngư lại gặp phải một vấn đề khác mặc dù không thể diễn tả một cách chi tiết nhưng thân thể của chu gia ngư lại trở nên yếu đuối khiến anh cảm thấy không thể kiểm soát được và cảm thấy mệt mỏi chỉ sau hai ngày anh cảm thấy sợ hãi và muốn rời ra khỏi giường tuy nhiên sau khi bắt đầu cảm thấy lo lắng Lâm Trục Thủy vuốt ve hông anh và nhẹ nhàng hỏi xem anh có cảm thấy không thoải mái. Chu Gia Ngư run rẩy và nằm im trên giường, với tiếng khóc nức nở, thổn thức về tình yêu. Dù Lâm Trục Thủy cũng lo lắng không muốn gây hại cho Chu Gia Ngư, anh vẫn thể hiện sự quan tâm và ân cần. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Nhất Cùng và những người khác không thấy Chu Gia Ngư, cũng như Lâm Trục Thủy cũng biến mất. Mặc dù không ai biết chính xác, nhưng tình hình này đã khiến cho không khí trở nên rất yên tĩnh. Nhưng tình yêu đôi khi không hẳn là ngọt ngào như vậy. Dù có sự an ủi từ những người độc thân xung quanh, nhưng cảm giác bất an vẫn ẩn hiện trong tâm hồn. Kể từ khi từ kinh hỏa trở về, không có thông tin nào về Mạnh Dương Thiên và nhóm của anh. Không có sự tranh cãi hoặc cuộc cãi nhau nào xảy ra, tạo ra một không gian im lặng và bình yên. Tuy nhiên, có lẽ trong nhóm có những vấn đề nội bộ nào đó. Chu Gia Ngư bắt đầu nghi ngờ rằng sức khỏe của mình đang gặp vấn đề mới. Cảm giác lạnh lẽo xuất hiện ngày càng nhiều, bắt đầu từ một tháng hoặc hai lần mỗi tháng, sau đó tăng lên mỗi 11 ngày, và đến cuối cùng, anh cảm thấy lạnh lẽo là chuyện thường như cơm bữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Gia Ngư phát hiện vấn đề về thân thể của mình sau đó. Trò chuyện một chút với Tê Bát, gần đây tôi luôn cảm thấy lạnh có lẽ vì mùa thu đang đến. Nhưng mà những năm trước lại không bao giờ thấy như vậy. Tế Bát nói, "Bạn cảm thấy lạnh? Cụ thể hơn một chút được không?" Chu gia ngư đáp, "Ừm. Um. Cảm giác lạnh, khó hình dung, mặc dù sau khi kết thúc với anh, tôi cảm thấy một chút hạnh phúc, nhưng không thể kéo dài quá lâu." Anh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhắc đến người yêu, có phần cảm thấy không thoải mái. Sau một khoảnh khắc im lặng, Tế Bát có vẻ nghi ngờ, không thể chứ, theo lý thuyết không nên xuất hiện vấn đề như vậy. Chu Gia Ngư cảm thấy không biết phải làm gì, thở dài và nghĩ rằng có lẽ anh nên nói chuyện này với Lâm Trục Thủy. Mặc dù cảm thấy rất phiền muộn, nhưng so với vấn đề sức khỏe của mình, đây là điều không thể bỏ qua. Vào tối hôm đó, Chu Gia Ngư nằm bên cạnh Lâm Trục Thủy và kể về cảm giác lạnh trong cơ thể của mình. Tuy nhiên, khi Lâm Trục Thủy đang vuốt ve eo của anh, anh dừng lại một chút và hỏi, "Cảm giác lạnh ấy đến từ đâu?" Chu Gia Ngư cảm thấy rằng anh không thể diễn đạt được một cách chính xác, nhưng cảm giác lạnh này khác với cảm giác của bất kỳ thời tiết lạnh nào khác. Nó giống như từ bên trong xương truyền đến, rồi lan ra trong toàn bộ cơ thể và cuối cùng chảy vào trái tim, gây ra một cảm giác khó chịu. Sau khi anh mô tả, Lâm Trục Thủy nhăn mày và nói, "Chuyện này đã kéo dài bao lâu?" Chu Gia Ngư trả lời, ban đầu chỉ xảy ra khoảng hai tháng một lần, nhưng bây giờ là mỗi mười mấy ngày. Bây giờ là cuối mùa thu, không thể là do thời tiết quá lạnh. Điều này khiến anh cảm thấy khó hiểu. Suy nghĩ trong giây lát, Lâm Trục Thủy nói, không có vấn đề gì, bạn nên đi ngủ đi. Chu Gia Ngư cảm thấy an lòng khi thấy anh không thay đổi biểu cảm, và sau đó anh ngủ thiếp đi. Tuy nhiên, vào ngày hôm sau, Lâm Trục Thủy gọi Lâm Giác đến và dường như muốn thảo luận vấn đề gì đó với cô. Chu Gia Ngư vốn muốn đến gần để nghe một chút, nhưng lại bị thẩm nhất cùng xô đẩy đi và bảo rằng hôm nay anh phải giúp tiểu chỉ may mấy bộ quần áo mới, nhường Chu Gia Ngư quay lại vài lời khuyên. Chu Gia Ngư không nghĩ nhiều, chỉ đi thôi. Nhưng khi anh quay lại sau khi hoàn thành công việc, anh nhìn thấy Lâm Giác từ phòng của Lâm Trục Thủy bước ra, góc mắt đầy nước mắt và dường như đang khóc mặc dù cô đã trang điểm nhưng vẻ mặt của cô vẫn rất buồn sư bá sao vậy chu gia ngư bị sự thất vọng của lâm giác làm sợ hết hồn biết rằng cô là người mạnh mẽ không phải dễ bị tổn thương không có gì lâm giác nhìn thấy chu gia ngư mỉm cười và nói chỉ là cô dừng lại một chút giọng nhỏ ngày rỗ của anh ấy đang đến gần tôi cảm thấy hơi khó chịu ồ chu gia ngư đáp cố gắng an ủi vài lời lầm giác gật đầu về phía anh rồi quay đi chu gia ngư nhìn theo bóng lưng của cô lòng bắt đầu đắn đo tế bát tế bát đáp một tiếng chu gia ngư nói sư bá đang giấu điều gì đó với tôi tế bát bị ngạc nhiên khi nghe điều này vẫn đang trải lông chim có chuyện gì vậy tại sao sư bá lại muốn lừa dối cậu chu gia ngư cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình mỉm cười một cách chua chát tôi không biết nữa trước đây anh lo lắng vì lâm giác có thể sẽ không chạm vào chuyện về người yêu của mình người yêu của lâm giác đã qua đời vào mùa hè vừa qua do bệnh nặng và tình yêu của họ đã kết thúc khi cô qua đời lúc đó bọn họ cũng đã chuẩn bị xong hết cho lễ thành hôn của mình lâm giác cũng đã thử xong váy cưới nhưng mà mặc cho cô gào khóc như thế nào cũng không cướp lại được anh ấy từ tay tử thần cho nên vừa nãy lâm giác nói về ngày rỗ của người yêu rõ ràng đang lừa dối chu gia ngư và cô có thể phát ngôn dối trá như vậy nhất định là có vấn đề về tâm thần như vậy khi thấy lâm giác khóc chật vật như vậy chu gia ngư rất hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra chu gia ngư có một loại khó nói rõ ràng dự cảm anh đứng ở cửa thở dài một lúc trước khi đẩy cửa mở vào và thấy lâm trục thủy ngồi một mình trong phòng rộng lớn phát ra một mùi của sự cô đơn khó tả tiên sinh chu gia ngư gọi anh sao rồi lâm trục thủy quay đầu nhìn chu gia ngư và vẫy tay lại đây chu gia ngư từ từ đi về phía anh lâm trục thủy nói anh bị nhốt sao bên ngoài bầu trời đã bắt đầu tối và ánh đèn trong phòng cũng không sáng lắm chu gia ngư ngồi bên cạnh lâm trục thủy lo sợ rằng anh không thấy được cậu nên cậu lấy tay bao lấy mặt anh anh không có gì anh ơi ừm lâm trục thủy nói ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến có thể sẽ mất hơn hai tháng để quay lại mùa đông sắp bắt đầu vào tháng sau không ngờ lâm trục thủy lại muốn ra ngoài vào thời điểm này chu gia ngư mở miệng muốn nói điều gì đó nhưng không biết phải nói sao cho đúng lâm trục thủy nói cậu không cần phải lo lắng anh sẽ đưa cho cậu đủ máu và cậu chỉ cần uống một chút sẽ giảm bớt cái lạnh đó. Chu Gia Ngư ngẩng đầu, nhưng sau đó lại nắm chặt tay Lâm Trục Thủy, anh để em kiểm tra một chút nhé. Lâm Trục Thủy nhếch môi lên. Chu Gia Ngư mở cúc áo của Lâm Trục Thủy và nhìn thấy cánh tay trắng bạch của anh, cũng như lỗ kim trên cánh tay. Dường như anh đã hút máu quá nhiều, và lỗ kim hiện lên một màu xanh tím đáng sợ. Chu Gia Ngư ngừng thở lại, cẩn thận chạm vào từng lỗ kim trên da, anh lấy quá nhiều, em không cần nhiều như vậy. Lâm Trục Thủy cố gắng thu lại tay. Chu Gia Ngư vẫn còn giữ chặt tay anh và anh nắm chặt lấy tay của anh. Anh đã nói với em rồi, nếu có vấn đề gì, anh không được giấu em. Lâm Trục Thủy nhíu mày, "Vâng, anh đã nói rồi." Chu Gia Ngư nói, "Vậy em có thể hay không cùng anh nói. Nếu có chuyện gì, đừng giấu em." Hắn cũng không tin rằng Lâm Trục Thủy lần này đi ra ngoài không liên quan gì đến hắn, các dấu hiệu đều rất rõ ràng. Chu Gia Ngư không thể tự lừa dối chính mình. Lâm Trục Thủy im lặng. Chu Gia Ngư nhìn Lâm Trục Thủy đầy hy vọng, hy vọng anh trả lời. Lâm Trục Thủy thở dài, như thể đang suy nghĩ về một quyết định, "Chu Gia Ngư, em đang bị ốm." Chu Gia Ngư ngạc nhiên, không ngờ anh đưa ra câu trả lời như vậy. Nói chính xác là thân thể em bị ốm." Lâm Trục Thủy nói, "Ban đầu, em không phải là người có thể chịu đựng âm khí quá mức, nhưng sau khi trải qua một lần chết, năng lượng âm khí trên cơ thể em trở nên dày đặc hơn. Hiện tại, cơ thể của em đã không thể chịu đựng nổi mức độ âm khí đó." Thì ra là như vậy. Nghe câu trả lời này, Chu Gia Ngư cảm thấy mơ hồ, hắn nói, "Vậy nghiêm trọng không?" "Không nghiêm trọng." lâm trục thủy nói anh đã thảo luận với lâm giác và đưa ra phương pháp giải quyết chỉ cần anh ra ngoài một chuyến thì trạng thái của anh trở nên mơ hồ thoát khỏi sự kiểm soát của chu gia ngư anh đặt tay lên vai của anh chu gia ngư em hãy tin anh chu gia ngư nhẹ nhàng gật đầu anh đã phải tin tưởng lâm trục thủy bất kể anh nói điều gì đi nữa anh tin rằng đó là sự thật nhưng trong tình huống này trong tâm trí anh nảy sinh một sự dao động anh biết rằng nếu không phải vấn đề gấp lâm trục thủy chắc chắn không giữ anh lại ở đây một mình liệu em sắp chết sao chu gia ngư cúi đầu dựa vào vai lâm trục thủy anh không biết tại sao lại nói như vậy nhưng khi những từ ngữ tự nhiên phun ra khỏi miệng anh anh nói nếu em sắp chết em hy vọng anh sẽ không bỏ rơi em sẽ ở bên em đến cuối cùng làm sao thế chu gia ngư lâm trục thủy cắn răng em muốn chết ở đâu trên giường hà chu gia ngư tiên sinh anh đã thay đổi anh trước đây không phải như vậy trước đây tiên sinh không bao giờ ôm anh như thế không bao giờ thể hiện tình cảm một cách trực tiếp hai người đã trở nên thân thiết hơn nhưng có chút khó hiểu lâm trục thủy từ trước đến giờ luôn thẳng thắn trực tiếp ôm chu gia ngư lên lầu 2. buổi tối đó cả hai đều rất vui vẻ khi sắp đi ngủ Chu Gia Ngư ôm chặt Lâm Trục Thủy, vô ý thức khóc lên và nói: "Anh, đừng đi đi." Lâm Trục Thủy mở mắt, nhìn vào dáng dấp của Chu Gia Ngư, có ánh mắt đầy ý nghĩa. "Chu Gia Ngư, Lâm Trục Thủy nói, chờ anh trở về." Chu Gia Ngư không đáp lại lời nói của Lâm Trục Thủy, hắn cảm thấy mệt mỏi và đóng mắt lại để ngủ. Vào buổi chiều của ngày thứ hai, khi Chu Gia Ngư thức dậy, không thấy Lâm Trục Thủy Hắn cảm thấy hơi lạnh và thân thể che chắn bằng chăn. Tiểu Chỉ nói với giọng vui vẻ, "Ba ba đã tỉnh chưa?" Chu Gia Ngư quay đầu nhìn thấy Tiểu Chỉ nằm gối bên cạnh, vui vẻ chào đón. "Có, đã tỉnh rồi." Chu Gia Ngư nhẹ nhàng cào đầu Tiểu Chỉ, "Tiểu Chỉ đến đây làm gì?" "Ba ba cho con lại đây." Tiểu Chỉ nói, "Ba ba ngồi ổn ổn đi, để con chăm sóc ba ba." Nó nghiêm túc lại gần. Hôn Chu Gia Ngư trên chán và nói, lên ăn cơm đi, không được ở giường nữa đâu. Chu Gia Ngư bị Tiểu chỉ làm phải cười, sau đó ngồi dậy từ giường. Hắn cảm thấy một số vết thương vẫn còn trên cơ thể, may mắn là Tiểu chỉ không hiểu biết về chúng. Tiểu chỉ thấy Chu Gia Ngư đi lên, nhanh chóng mang một chén sữa đậu nành lại đây. Chu Gia Ngư uống một hớp, liền cảm thấy bên trong có một cảm giác đặc trưng của huyết dịch, mang một mùi tanh chắc chắn bên trong có máu của Lâm Trục Thủy, Chu Gia Ngư nắm chặt cốc, nụ cười trở nên hơi miễn cưỡng. Làm sao vậy, ba ba? Tiểu Chỉ nhận ra Chu Gia Ngư không thật sự vui vẻ, nó ngước đầu hỏi, sao không thích uống sữa đậu nành? Không, uống ngon. Chu Gia Ngư cúi đầu, nghiêm túc lặp lại, rất ngon. Lâm Trục Thủy cứ như vậy, cùng với hắn là Lâm Giác họ đi đâu và làm gì không ai biết các đồ đệ cũng không ngốc họ rõ ràng nhận ra rằng lần này lâm trục thủy xuất hiện và đi ra ngoài không phải chuyện bình thường dựa vào tính cách của lâm trục thủy nếu không có vấn đề gì lớn hắn nhất định sẽ không để chu gia ngư một mình trong nhà qua mùa đông mùa đông dài dần tới chu gia ngư chuyển từ nhà của lâm trục thủy về lại lầu nhỏ miễn cho việc phải đi lại mỗi ngày như vậy anh trở về thôi thẩm nhất cùng thốt lên anh không biết anh đã mất anh bên cạnh tôi nhớ anh mỗi ngày chu gia ngư nói bạn nhớ tôi hay bạn nhớ lỗ chân giò lợn của tôi thẩm nhất cùng nói có thể cả hai đều đúng chu gia ngư nói phải chọn một thẩm nhất cùng ngay lập tức trầm tư biểu thị rằng anh ấy chọn chu gia ngư dù không còn lỗ chân giò lợn nhưng vẫn là lỗ chân của con vịt chân con gà chân con mỗng chỗ trứng của gà Chu Gia Ngư nói hãy cút đi. Khí trời ngày càng lạnh, đầu tháng 11, tuyết đã rơi. Tiểu Kim Long và Chu Gia Ngư đặt ghế ngồi ở cửa, Chu Gia Ngư đã bắt đầu mặc áo vũ nhung. Họ hai người nói chuyện bình thường, bạn đang suy nghĩ gì vậy? Tiểu Kim Long chỉ vào cửa sổ. Chu Gia Ngư nói, tuyết đã rơi. Tiểu Kim Long gật đầu. Chu Gia Ngư cảm thấy kỳ quặc, mỗi năm đều rơi sao? Tiểu Kim Long lắc đầu, ở nhà không biết. Ồ, Chu Gia Ngư vùng tay để đón một đám tuyết, nhìn nó tan chảy trên đầu ngón tay của mình, "Ngươi nhớ nhà không?" "Không nghĩ đến." Tiểu Kim Long nói, "Ta nghĩ Lâm Giác, cô ấy khá hợp với gia đình." Chu Gia Ngư cười nhẹ và không biết bao giờ Tiểu Kim Long sẽ chấp nhận Lâm Giác, nhưng bên trong, hắn cảm thấy rằng Tiểu Kim Long sẽ thành công ngay lập tức. Dù có những lúc nhìn thấy Lâm Giác một mình, hắn vẫn cảm thấy lo lắng thẩm nhất cùng mặc áo lông và đến hỏi chu gia ngư chúng ta sẽ ăn gì vào buổi tối chu gia ngư hỏi anh muốn ăn gì thẩm nhất cùng suy nghĩ một lát và nói muốn ăn lẩu hành chu gia ngư đồng ý và vào buổi tối chu gia ngư tự tay nấu một nồi lẩu ngon hiện tại với tình trạng sức khỏe của mình khi thẩm nhất cùng và những người khác đến họ luôn hỗ trợ hắn trong việc nấu ăn chu gia ngư chỉ cần chịu trách nhiệm chặn mỗng và thêm gia vị khi món lẩu được mang ra cùng với các loại thịt tươi mới thẩm nhất cùng nhanh chóng châm một miếng thịt trâu vào miệng khen món này thật ngon cậu làm rất giỏi cậu chiếm lấy tâm của tôi chu gia ngư nhẹ nhàng gật đầu nói rằng anh ấy phải tôn trọng sư phụ của mình thẩm nhất cùng cười dù trong phòng không ai nói về tình hình giữa Lâm Trục Thủy và Lâm Giác, mọi người đều hiểu. Sau khi ăn xong, Chu Gia Ngư đi ngủ sớm. Hiện tại, dù anh ấy chỉ cần ngủ vào buổi chiều, nhưng vào buổi tối lúc 8, 9 giờ anh ấy thường cảm thấy buồn ngủ và đi ngủ. Hôm nay, như thường lệ, Chu Gia Ngư đi ngủ sớm. Vì lo lắng về sức khỏe của mình, Thẩm Mộ Tứ và những người khác đã thay thảm trong phòng của anh ấy mặc dù hiệu quả không thay đổi nhưng họ vẫn muốn làm điều đó khi chu gia ngư sắp đi ngủ điện thoại di động của anh ấy reo lên anh ấy nhìn vào số điện thoại buồn ngủ tức thì biến mất đó là số điện thoại của lâm trục thủy này chu gia ngư nhanh chóng nhấc máy anh ở đâu gia ngư lâm trục thủy nói từ đầu dây em đã đi ngủ chưa em vẫn còn thức chu gia ngư nghe giọng của lâm trục thủy và cảm thấy tỉnh táo hơn anh ấy ngồi dậy từ trên giường anh ở đâu khi nào anh sẽ trở về sắp rồi lâm trục thủy vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng trong ký ức của chu gia ngư hai người đã không gặp nhau nửa tháng điều này đối với tình yêu của anh ấy thực sự là rất dài em có nhớ anh không rất nhiều chu gia ngư trả lời lâm trục thủy một cách thành thật anh nhớ em không nhớ. Lâm Trục Thủy trả lời, hiện tại anh chỉ mong muốn sớm trở về và gặp lại em. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi phủ kín. Chu Gia Ngư dựa vào tường, cùng Lâm Trục Thủy nói chuyện qua điện thoại. Hắn đã nói suốt nửa giờ và giờ hắn không chỉ cảm thấy buồn ngủ mà còn mơ mơ màng màng. Mặc dù hắn đã thử cúp máy, nhưng hắn vẫn mơ mơ màng màng nói chuyện với Lâm Trục Thủy. Cuối cùng chu gia ngư không nhớ được điện thoại đã cắt máy khi nào khi hắn tỉnh dậy hắn đã nằm trên giường và đã được đắp chăn chu gia ngư hỏi tế bát có ai đã đến không tế bát trả lời cậu đã ngủ sau khi lâm trục thủy gọi điện thẩm nhất cùng đến và giúp cậu nằm xuống ồ chu gia ngư cảm thấy hơi ngượng ngùng tôi đã mơ mơ màng nói chuyện với tiên sinh tưởng rằng anh ấy đã trở về tế bát không nói gì Chu Gia Ngư tiếp tục, khi anh ấy trở về, nếu như tôi không thể sống lâu, tôi hy vọng cuối cùng thời gian với anh ấy sẽ kéo dài. Tế Bát nhấp nháy và nói, "Chu Gia Ngư, cậu không nên lo lắng quá nhiều." Chu Gia Ngư thở dài, cảm thấy rằng cuộc sống thực sự khó mà thỏa mãn. Hắn đã được cứu sống và không nên than phiền. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc rời xa Lâm Trục Thủy, rời khỏi không gian chung của họ, hắn vẫn cảm thấy hối tiếc liệu tôi có chết không chu gia ngư hỏi tế bát tế bát chậm rãi đứng dậy dưới mai rùa và trả lời không cậu sẽ không chết chu gia ngư không nói gì thêm do sức khỏe của chu gia ngư không tốt tiểu chỉ đã ở bên hắn mỗi khi hắn ngủ hai con chó nằm trong phòng khách chu gia ngư nhìn thấy tiểu chỉ bọc lấy hoàng thử lang bằng thân thể của mình họ trông thật hòa hợp tiểu chỉ chu gia ngư gọi tiểu chỉ từ giường của nó chạy đến đuôi vẫy vẫy và đặt lên chu gia ngư sờ sờ đầu của nó cảm thấy nó đã lớn hơn một chút tiểu chỉ nói ba ba tuyết lớn rơi xuống chu gia ngư ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ và nhận ra rằng tối qua đã có một trận tuyết lớn mọi thứ đã phủ một lớp tuyết trắng bạch làm cho mọi thứ trở nên trói trang khi nhìn ra ngoài ồ tuyết đã rơi rồi đây là mùa đông thứ ba mà chu gia ngư đã trải qua ở địa phương này và hắn biết rằng tiểu chỉ thích tuyết hắn sờ sờ đầu của nó và nói con có muốn ra ngoài nhìn không được không tiểu chỉ hỏi với ánh mắt hứng khởi được chứ chu gia ngư cười vui vẻ khi nhìn thấy tinh thần hứng khởi của nó do hướng dẫn hắn không có con cái trong đời này tiểu chỉ trông giống như đứa con họ ba ba sẽ không đi cùng con con và Hoàng Thử Lang cùng đi nhé. Hoàng Thử Lang cũng đã trở nên ấm áp hơn với bộ lông dày hơn. Thật tuyệt, Tiểu chỉ nói hào hứng, và sau đó nắm lấy tay Hoàng Thử Lang đi ra ngoài tuyết. Chu Gia Ngư đứng ở cửa sổ và quan sát họ chơi trong tuyết. Hắn cảm thấy một sự hân hoan tự tận từ bên trong, nhưng cũng có một chút lo lắng. Sự lạnh lẽo của mùa đông dường như ngày càng trở nên đau đớn hơn. Chương 100 Tết xuân. Chỉ trong chớp mắt, tháng 12 lạnh giá đã đến. Lâm Trục Thủy vẫn không có dấu hiệu quay về. Chu Gia Ngư lặng lẽ kiểm tra hộp đông lạnh chứa máu đặc chế, phát hiện trong đó có thêm vài túi máu mới, nhưng không biết Lâm Trục Thủy gửi về từ lúc nào. Những túi máu mang màu đỏ thẫm, chứa trong túi trong suốt, tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, hoàn toàn không giống cảm giác nóng rực khi nhập vào cơ thể chu gia ngư chậm rãi lấy ra một túi cầm trong tay cười khổ với tế bát nói rằng cảm giác như là một con quái vật ký sinh trên người lâm trục thủy hút cạn máu và sức sống của anh ta tế bát khuyên chu gia ngư đừng lo lắng quá nói rằng lượng máu trong những túi này không nhiều đối với lâm trục thủy chắc không ảnh hưởng gì chu gia ngư nói cứ tiếp tục hút máu như vậy sẽ không có vấn đề sao tế bát im lặng gần đây nó thường ngồi yên trên mai rùa không mấy khi động đậy lúc này cắm chiếc mỏ vàng nhạt vào lông chim bên phải của mình như thể gặp nguy hiểm và muốn tránh đi không thể cho chu gia ngư câu trả lời mà cậu mong đợi chu gia ngư thở dài đặt lại túi máu vào chỗ cũ rồi quay đi tối hôm đó chu gia ngư tìm gặp thẩm mộ tứ nói muốn trò chuyện thẩm mộ tứ đồng ý hai người ra ngoài ban công bên ngoài tuyết rơi lớn tầm nhìn thấp, gió lạnh cắt da cắt thịt. Thẩm mộ tứ lo lắng Chu Gia Ngư lạnh, đề nghị vào nhà nói chuyện nhưng Chu Gia Ngư từ chối. Ở ngoài này đi, Chu Gia Ngư nói, tôi sợ vào nhà lại buồn ngủ. Gần đây cơ thể anh càng ngày càng uể oải, ngủ mười mấy tiếng mỗi ngày nhưng vẫn không có sức lực. Được thôi, thẩm mộ tứ đồng ý. Hai người đều châm điếu thuốc, bắt đầu chậm rãi trò chuyện. Chu Gia Ngư hỏi, đây là lần thứ mấy tiên sinh gửi máu về?" Thẩm Mộ Tứ thở ra khói thuốc, "Lần đầu thôi, ngươi không cần lo quá, tiên sinh biết chừng mực." Trong nhà này, Thẩm Mộ Tứ là đại sư huynh, luôn đáng tin cậy, nhất là khi Lâm Trục Thủy vắng mặt. Chu Gia Ngư đoán Lâm Trục Thủy chắc chắn đã giao những việc này cho Thẩm Mộ Tứ, và giờ nhìn phản ứng của Thẩm Mộ Tứ, rõ ràng cậu đoán đúng. Mỗi túi đó chứa bao nhiêu máu? chu gia ngư hỏi không biết thẩm mộ tứ rời ánh mắt không nhiều lắm chu gia ngư hắn dường như muốn khuyên chu gia ngư đừng lo lắng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của chu gia ngư lời nói lại nghẹn lại ánh mắt của chu gia ngư luôn bình tĩnh và ôn hòa dù khi mới đến đây đối diện với những ánh mắt ác ý cũng không bi quan nhưng lúc này đôi mắt ấy tràn đầy nỗi bi thương như xuân bị đông hủy diệt không ai có thể nói dối trước ánh mắt đó. Thẩm Mộ Tứ, tôi không phải kẻ ngốc, Chu Gia Ngư cầm điếu thuốc run rẩy, các người đừng coi tôi như đứa trẻ để mà lừa dối. Thẩm Mộ Tứ đưa tay lau mặt, hắn không biết nên nói gì, có một số việc hắn không thể tiết lộ với Chu Gia Ngư, đây là lệnh của Lâm Trục Thủy, dù tổn thương đến Chu Gia Ngư, hắn cũng chỉ có thể làm vậy. Tiên sinh khi nào có thể trở về? Chu Gia Ngư nói, tôi chỉ muốn gặp hắn dù chỉ một lần. Thẩm mộ tứ cắn răng, nghiêng người sang, tránh ánh mắt của Chu Gia Ngư, hắn nhỏ giọng, cố gắng khống chế cảm xúc. Chu Gia Ngư, ngươi hãy tin tiên sinh một lần. Chu Gia Ngư biết thẩm mộ tứ sẽ không nói gì thêm, cậu có chút thất vọng, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, cảm ơn thẩm mộ tứ rồi dập tắt điếu thuốc, quay người trở về nhà. Thẩm mộ tứ nhìn bóng lưng cậu muốn nói nhưng lại thôi, cuối cùng đấm mạnh vào tường. Vì Chu Gia Ngư sợ lạnh, căn phòng sớm đã được sưởi ấm, tường và sàn đều ấm áp, người bình thường ở trong phòng mặc áo ngắn tay có thể thấy nóng, nhưng Chu Gia Ngư vẫn khoác áo nhung, ngồi trên giường run lẩy bẩy vì cái lạnh từ trong cơ thể. Tiểu Chỉ Hầu bên cạnh lo lắng nhìn cậu, hỏi: "Ba ba, ba lạnh không? Tiểu Chỉ mang sữa bò cho ba uống được không?" Chu Gia Ngư xoa đầu nó, mỉm cười yếu ớt: "Ba ba không muốn uống sữa tươi." hắn vừa dứt lời cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ chu gia ngư nói một tiếng mời vào thẩm nhất cùng cẩn thận ló đầu vào hỏi quán nhi ngươi có đói bụng không ta vừa hâm nóng sữa bò cho ngươi chu gia ngư môi run run một chút nhưng không nói gì thẩm nhất cùng nhân cơ hội đẩy cửa bước vào tay bưng chén sữa bò bốc khói nghi ngút nói ngươi uống chút đi quán nhi ta vừa mới hâm nóng lại cho ngươi Chu Gia Ngư nhìn thầm nhất cùng, người luôn mạnh mẽ tự tin này lại đang rời mắt, dường như không dám đối diện với ánh mắt của Chu Gia Ngư, nhỏ giọng ngập ngừng, không có thêm gì đâu, thật mà. Chu Gia Ngư làm sao có thể tin hắn? Hắn không thể không biết ý nghĩa của sữa bò, hoặc là trong căn phòng này, bất cứ chất lỏng nào đưa cho hắn uống đều có thêm một thành phần khác dòng máu của Lâm Trục Thủy. Ta biết rồi, Chu Gia Ngư nói, ngươi để đó đi thẩm nhất cùng chậm rãi tiến lại gần đặt chén sữa bò lên đầu giường của chu gia ngư như sợ hắn không uống nhiều lần dặn dò rồi mới rời đi thẩm nhất cùng đi rồi chu gia ngư ngồi bên giường rất lâu căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tuyết rơi rì rào bên ngoài thực ra nếu không phải vì vấn đề thể chất chu gia ngư cũng không ghét mùa đông hắn nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời đen kịt và thấy một vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời mọi thứ đều yên tĩnh, như thể sau một khắc cả thế giới sẽ rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chu Gia Ngư cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, hắn đứng lên, tiến lại gần giường, cầm chén sữa bò. Sữa bò thực sự đã được hâm nóng, mang theo hơi ấm, cầm trong tay rất thoải mái. Chu Gia Ngư nhìn chầm chầm vào chén thủy tinh trong suốt, nhìn chất lỏng màu trắng bên trong, vẻ mặt đau khổ. Hắn không muốn uống nữa, mỗi ngụm uống vào, Hắn cảm giác như mình đang tiêu thụ sinh mệnh của Lâm Trục Thủy. "Tế Bát, ta không muốn tiếp tục như thế này." Chu Gia Ngư nói với chú chim nhỏ trong đầu, "Ta không muốn uống nữa." "Nhưng ngươi muốn lãng phí máu của Lâm Trục Thủy sao?" Tế Bát nói, "Ngươi muốn đổ bỏ chúng hay nhìn chúng biến chất?" Lâm Trục Thủy không có nhiều máu để cho ngươi lãng phí. Tế Bát thực sự nói đúng, nhưng đôi khi sự thật là điều đau đớn nhất. Cuối cùng, Chu Gia Ngư vẫn cứng nhắc dơ chén thủy tinh lên, đưa miệng cốc đến môi, từng ngụm từng ngụm uống hết. Hắn không dám dừng lại, sợ rằng nếu dừng sẽ nôn ra toàn bộ chất lỏng vừa uống. Sữa bò mang theo mùi tanh của máu, khiến Chu Gia Ngư mê man. Hắn nỗ lực rót hết chén sữa vào miệng, cho đến khi cốc thủy tinh trống rỗng mới dừng lại. A, à, Chu Gia Ngư khó có thể kiềm chế cảm giác buồn nôn dâng lên. Gắt gao che miệng, cố gắng bình ổn cảm giác đó. Hành động này tiêu tốn của hắn rất nhiều sức lực, hắn cảm thấy một cơn mệt mỏi khó diễn tả nổi, cơ thể chậm rãi ngã xuống giường, đôi mắt lộ ra ánh sáng vô thần. Trong cơ thể dâng lên nhiệt độ ấm áp, xua tan cái lạnh hành hạ thân thể Chu Gia Ngư. Đáng lẽ đó phải là cảm giác thoải mái, nhưng Chu Gia Ngư nhìn lên trần nhà, tê dại nghĩ, không muốn uống nữa, ta không muốn uống nữa. Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi dày đặc. Bữa sáng rất phong phú, có bánh màn thầu, bánh bao, cháo, bánh mì, trứng gà, sữa bò, không thiếu thứ gì. Tất nhiên, đây không phải là tự làm, mà là thẩm nhất cùng và mọi người gọi đồ ăn ngoài, lo lắng rằng khẩu vị của Chu Gia Ngư không tốt, nên mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn phong phú, đều là những món hắn thích. Chu Gia Ngư xuống lầu lúc hơn 10 giờ, hắn mặc một bộ áo lông dày màu đen, làm tôn lên sắc mặt trắng bệch của hắn. Chỉ trong hai tháng, hắn đã gầy đi trông thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng khiến người ta xót xa. Nếu Lâm Trục Thủy nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, có lẽ sẽ rất đau lòng. Nếu là năm ngoái, khi Lâm Trục Thủy không ở nhà, mọi người có lẽ đã tụ tập chơi mặt trược. Nhưng năm nay, bầu không khí trầm lặng, ngay cả thẩm nhất cùng cũng ít nói hẳn. Chu Gia Ngư ăn xong bữa sáng, ngồi trên ghế sa lông vuốt ve bộ lông mềm mại của Hoàng Thử Lang. Thẩm nhất cùng ngồi bên cạnh tán gẫu cùng hắn, nói, người biết không, từ nhập vọng lại bị sư phụ hắn mắng. Chu Gia Ngư tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Thẩm nhất cùng đáp, ai da, cái trang web kia của hắn đầy ảnh vong nữ áo may ô, bị sư phụ hắn phát hiện. Trên đó người ta còn gọi hắn là nữ thần, bị thấy còn phải làm sư phụ hắn tức giận mắng hắn một trận nói nhìn ngươi mà xem rồi nhìn lại một chút người khác chu gia ngư giờ khóc giờ cười nói nhìn ta cái gì thầm nhất cùng tự hào ngươi ít nhất còn hơn từ nhập vọng ngươi và tiên sinh đang yêu nhau từ nhập vọng có bản lĩnh thì cũng đi yêu đương với sư phụ hắn xem chu gia ngư tưởng tượng cảnh từ nhập vọng đầu chọc đeo dây chuyền vàng cùng thân hình cường tráng của sư phụ hắn thấy thật sự là quá cay đôi mắt, không nên tiếp tục liên tưởng. Sau đó, thẩm nhất cùng kể thêm vài chuyện trước đây, hỏi Chu Gia Ngư còn nhớ lần thi đấu trước, người họ lô tìm cớ ở cửa ải kia không? Chu Gia Ngư nghĩ một chút mới nhớ ra, nói, nhớ rồi, sao vậy? Hắn cũng tìm sư phụ bắt đầu học phong thủy. Thẩm nhất cùng nói, sách sách sách, kỹ thuật không quá giỏi, suýt nữa gây họa, còn gặp phải người nhà họ lâm. Chu Gia Ngư nghe nghe, rồi thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là buổi chiều, hắn nằm trên ghế salon ở phòng khách, trên người đắp chăn giày, trong phòng trống trải không một bóng người. Chu Gia Ngư ngồi ngẩn một lúc, nhớ lại lời thầm nhất cùng vừa nói, nhưng hốt nhiên nhớ ra một chuyện. Hắn vội vàng mặc quần áo tử tế, đi đến thư phòng của Lâm Trục Thủy. Thư phòng của Lâm Trục Thủy rất sạch sẽ, bên cạnh đứng thẳng mấy hàng tủ sách ngăn nắp, trong góc lại đặt mấy đồ sứ đẹp đẽ. Nhìn thấy đồ sứ, Chu Gia Ngư nở nụ cười, nhớ lại khi đó vì cứu Lâm Trục Thủy, hắn đã đập bể một cái sứ thanh hoa, không biết giờ đã chữa trị đến mức nào. Chu Gia Ngư liếc nhìn cổ tay mình, trên đó vẫn còn dấu vết mờ mờ của vết thương. Nhưng hắn không phải đến để ngắm lại vết sẹo, hắn mở tủ sách của Lâm Trục Thủy, bắt đầu lục tìm. Không bao lâu, thứ hắn muốn đã được tìm thấy hai cái hộp gỗ dài hơn một mét được đặt trong góc tủ sách. Chu Gia Ngư lấy một cái ra, mở ra, bên trong là một con búp bê giống hệt mình. Con búp bê này là món quà đậu đỏ tặng Chu Gia Ngư, gần như giống hệt hắn. Hắn không bảo quản tốt nên để lại bên lâm trục thủy chăm sóc. Chu Gia Ngư sờ sờ mặt búp bê, sau đó nhìn đến chiếc hộp khác. Chiếc hộp này mới, trước hắn chưa từng thấy, nhưng nhìn kích thước, dường như cũng là một con búp bê khác. Chu Gia Ngư hơi do dự, nhưng rồi cũng mở hộp ra. Hô hấp hắn đột nhiên cứng lại khi nhìn thấy bên trong. Trong hộp là một con búp bê giống hệt Lâm Trục Thủy, từ quần áo, kiểu tóc đến thần thái đều giống y hệt, như một Lâm Trục Thủy thu nhỏ. Chu Gia Ngư trong mắt hiện lên kinh diễm, thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve mặt búp bê. Thật giống. Chu Gia Ngư nhỏ giọng nói. Quả thực giống tiên sinh như đúc. Tế Bát nói, "Oa, chỉ là cái búp bê mà thôi, ngươi sẽ làm gì ác độc với nó?" Chu Gia Ngư, ngươi thật giống như nhắc nhở ta điều gì?" Hắn cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng trong phòng không có ai, liền không biết xấu hổ cởi quần áo búp bê ra, muốn nhìn cấu tạo bên trong. Những nút buộc nhỏ dần mở ra, lộ ra làn da trắng nõn. Chu Gia Ngư tính tai lại bắt đầu đỏ lên hắn giả vờ bình tĩnh cởi quần búp bê ra, ồ. Băng phẳng. Tế bát, người đang chờ mong cái gì? Chu Gia Ngư nói, ta không phải, ta không có. Hắn đang định mặc lại quần áo cho búp bê, bỗng chú ý thấy trong túi quần của nó dường như có vật gì. Chu Gia Ngư thò tay vào, lôi ra một tấm giấy bao 11 măng chỉnh tề. Nhìn thấy tấm giấy bao 11 măng, biểu cảm của Chu Gia Ngư cứng đờ. Tờ giấy này quá quen thuộc với hắn, giống hệt tờ mà từ kinh hỏa đã gửi và bị Khương Trúc xé bỏ. Chu Gia Ngư vẫn ôm một chút hy vọng mong manh, nhưng khi mở hoàn toàn tấm giấy, hy vọng đó tan biến. Tờ giấy bao 11 măng vẫn có kích thước như một cuốn sổ tay thông thường, góc trên bên phải hiện lên một biểu tượng kim ô. Chu Gia Ngư nhìn chằm chằm vào tờ giấy, đứng sững tại chỗ, không biết phải phản ứng ra sao tại sao lâm trục thủy cũng có tờ giấy này mà chưa bao giờ nói với hắn và biểu tượng kim ô đó có nghĩa là gì lâm trục thủy đã nhìn thấy tương lai của người quan trọng nhất đối với hắn sao chu gia ngư cầm tờ giấy cảm thấy thân thể lại bắt đầu phát lạnh hắn hỏi tế bát tiên sinh khi nào đã có được vật này tế bát chỉ có thể trả lời không biết chu gia ngư nhớ lại trước khi đến gặp khương trúc Lâm Trục Thủy đã biến mất một thời gian. Lúc đó, hắn nghĩ Lâm Trục Thủy có việc riêng, nhưng giờ đây nghĩ lại, những lần biến mất đó đều mơ hồ ám chỉ một điều mà Chu Gia Ngư không dám nghĩ đến. Chu Gia Ngư ngồi trong phòng rất lâu, cuối cùng lấy điện thoại ra, bấm số. Điện thoại không kết nối, âm thanh máy móc thông báo rằng số điện thoại không nằm trong vùng phục vụ. Chu Gia Ngư cúp điện thoại, mặc lại quần áo cho búp bê rồi đặt lại vị trí cũ. Khi trở lại nhà, thẩm nhất cùng và mọi người cũng vừa về, tay sách nhiều nguyên liệu nấu ăn tươi mới, vui vẻ nói với Chu Gia Ngư rằng tối nay họ sẽ mời đầu bếp đến, không cần gọi thức ăn ngoài, có thể ăn ngon hơn. Trên mặt họ đều lộ vẻ cẩn thận, nhìn Chu Gia Ngư như thể hắn là một lọ hoa dễ vỡ. Chu Gia Ngư có chút bất đắc dĩ, muốn nói rằng dù hắn yếu, nhưng không phải là pha lê, không cần phải cẩn thận như vậy với hắn làm sao vậy quán nhi thẩm nhất cùng lo lắng nhìn chu gia ngư ngươi không thoải mái ở đâu chu gia ngư suy nghĩ một chút gật đầu thẩm nhất cùng sốt sắng ngươi không thoải mái ở đâu chu gia ngư đáp ngươi đứng trước mặt ta che hết ánh sáng ta thấy hơi tối thẩm nhất cùng làm hắn đặt túi xuống nói ông đây mặc kệ Chu Gia Ngư, người đúng là không quan tâm đến cảm giác của người khác. Chu Gia Ngư nói, vậy xin lỗi, có muốn ta ôm một cái, giờ ngươi lên cao rồi hôn nhẹ không? Thẩm nhất cùng thách thức, người có bản lĩnh thì làm đi. Chu Gia Ngư kêu tiểu chỉ, tiểu chỉ, giờ anh ngươi lên đi. Tiểu chỉ lập tức xông tới, trong tiếng kêu gào của thẩm nhất cùng nhắc hắn lên. Sau khi giơ lên, thẩm nhất cùng tỉnh táo lại, nói, Chu Gia Ngư, không đúng, ta là anh của tiểu chỉ, ngươi là cha hắn, vậy ngươi chẳng phải là của ta. Chu Gia Ngư lạnh lùng nói, ta không có ngươi làm con. Thẩm nhất cùng, hai người cười đùa, bầu không khí trong phòng liền náo nhiệt hơn. Chu Gia Ngư trong lòng thở phào, yên lặng nắm chặt tờ giấy bao 11 một măng trong túi. Buổi tối, sau bữa cơm, Chu Gia Ngư gọi nhiều cuộc điện thoại cho Lâm Trục Thủy, nhưng không hiểu sao đều là người sử dụng không nằm trong vùng phục vụ, không biết Lâm Trục Thủy đã đi đâu. Chu Gia Ngư đặt tấm giấy bao 11 măng lên bàn và cẩn thận so sánh với tấm giấy mà mình đã nhận. Cả hai tấm đều từ cùng một nguồn, với chất liệu, màu sắc và biểu tượng kim ô ở góc trên bên phải hoàn toàn giống nhau. Lâm Trục Thủy đã nhìn thấy gì? Chu Gia Ngư đầy nghi ngờ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đã biết câu trả lời sau nhiều ngày không liên lạc được với lâm trục thủy đúng lúc chu gia ngư gần như muốn từ bỏ vào một buổi chiều muộn lâm trục thủy cuối cùng cũng gọi điện lại gia ngư lâm trục thủy gọi tên chu gia ngư giọng nói vẫn ôn hòa và nhẹ nhàng khiến chu gia ngư không tự chủ được mà nhớ đến dáng vẻ của hắn tiên sinh chu gia ngư nói ngươi ở đâu vậy tại sao ta không thể liên lạc được với ngươi mấy ngày trước ta vào núi một chuyến Lâm Trục Thủy giải thích ngắn gọn, điện thoại di động không có tín hiệu. Rồi hắn hỏi, có chuyện gì xảy ra? Chu Gia Ngư định hỏi về tấm giấy bao 11 măng, nhưng khi thực sự nói chuyện qua điện thoại, hắn lại không biết bắt đầu từ đâu. Thay vào đó, hắn kể lể về cuộc sống hàng ngày, than phiền rằng thầm nhất cùng mỗi ngày dạy tiểu chỉ những điều vô bổ, sợ rằng tiểu chỉ sớm muộn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Trục Thủy nghe và cười mặc dù không phát ra tiếng nhưng giọng cười trong lời nói của hắn vẫn rất rõ ràng hắn bất chợt hỏi gần đây ngươi có uống sữa đều đặn không chu gia ngư cảm thấy biểu cảm của mình chợt cứng lại nắm chặt điện thoại tiên sinh hà lâm trục thủy đáp chu gia ngư cuối cùng cũng lấy hết can đảm chậm rãi nói ta không muốn uống thêm máu của ngươi nữa giọng cười của lâm trục thủy biến mất giữa họ rơi vào sự im lặng kỳ lạ chu gia ngư cảm thấy khủng hoảng hắn che mặt bất lực nói ta thực sự không muốn uống nữa tiên sinh nhẫn nại thêm một chút được không sau một thời gian im lặng dài lâm trục thủy cũng nhẹ nhàng nói chỉ còn một chút nữa thôi gia ngư nhẫn nại thêm một chút chu gia ngư nghe giọng dỗ dành của lâm trục thủy nhưng hình ảnh cánh tay đầy lỗ kim của lâm trục thủy lại hiện lên trong đầu làm hắn cảm thấy chóng mặt cảnh vật trước mắt trở nên méo mó mất một lúc lâu hắn mới dần dần bình tĩnh lại tiên sinh còn bao lâu nữa lâm trục thủy đáp chờ đến mùa xuân chu gia ngư tuyệt vọng nói nhưng dù ta có đợi đến mùa xuân ngươi cũng không đến được lâm trục thủy nói gia ngư ngươi đừng lo lắng ta có cách khác chu gia ngư hỏi cách gì Ngươi nói cho ta biết đi. Lâm Trục Thủy đáp, ta có thể truyền máu. Chu Gia Ngư luôn tin tưởng Lâm Trục Thủy tuyệt đối, bất kể hắn nói gì, nhưng khi nghe câu này, trực giác của Chu Gia Ngư lại mách bảo rằng Lâm Trục Thủy đang nói dối. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Lâm Trục Thủy chậm rãi nói, chờ xử lý xong chuyện này, ta sẽ trở về. Chu Gia Ngư không tin, nhưng lại không biết phản bác thế nào lần đầu tiên hắn cảm thấy mình thật vô dụng như một gánh nặng nếu không có hắn lâm trục thủy sẽ không phải rút máu nhiều như vậy cũng không phải đơn độc mạo hiểm không biết sống chết nơi đó nguy hiểm không chu gia ngư lại hỏi có chút lâm trục thủy trả lời tháng sau là tết lúc đó ngươi sẽ trở về chứ chu gia ngư hỏi câu cuối cùng lâm trục thủy thở dài nói rằng hắn sẽ cố gắng hết sức để về chu gia ngư dựa vào tường nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ không biết nên tiếp tục nói gì mặc dù lâm trục thủy nói sẽ trở về nhưng khi ngày tết đến gần chu gia ngư vẫn không thấy bóng dáng hắn lần này điện thoại của lâm trục thủy lại không liên lạc được có lẽ hắn lại đi đến một nơi cực kỳ hẻo lánh trước tết nhà cửa được trang hoàng dán câu đối và treo đèn lồng mua sắm đủ loại hàng hóa. Nhưng người nên trở về vẫn không thấy bóng dáng. Tối giao thừa, khi ngồi trong phòng khách xem chương trình Xuân Vãn cùng mọi người, Chu Gia Ngư lại ngủ quên trên ghế sofa và mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đó. Trong mơ, Lâm Trục Thủy đứng giữa ngọn lửa, thân thể dần dần bị thiêu rụi, cuối cùng biến thành than đen. Chu Gia Ngư cố gắng chạy tới cứu hắn, nhưng chỉ thấy cho than bay vào mặt và cơ thể mình mang theo mùi hương đặc trưng của Lâm Trục Thủy. Chu Gia Ngư được Tế Bát đánh thức, cuối cùng thoát ra khỏi ác mộng. Lúc này là nửa đêm, mọi vật đều im lặng, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên. Hắn nghĩ rằng đó là Lâm Trục Thủy gọi, hưng phấn cầm điện thoại và nhận cuộc gọi. "Alo, là tiên sinh phải không?" Chu Gia Ngư hỏi. Nhưng đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông khác vang lên. Giọng nói này Chu Gia Ngư đã nghe rất nhiều lần và rất quen thuộc. Mạnh Dương Thiên nói, Chu Gia Ngư, ngươi tiên sinh, sắp chết rồi. Chu Gia Ngư sững sờ. Mạnh Dương Thiên tiếp tục, ngươi muốn cứu hắn sao? Hắn cười nhạt, đương nhiên, chỉ cần dùng mạng của ngươi để đổi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn